thính giả, mình là Hưng Blackhearted của ban nhạc rock Black Infinity đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và đầu năm Hưng muốn chúc mọi người vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và luôn hạnh phúc. Và hôm nay Hưng xin giới thiệu đến quý thính giả và đặc biệt là đối với các fan nhạc rock, album solo thứ hai của Hưng mang tên là Thiên Sứ Bóng Tối. Thì album này gồm 9 bài hát được Hưng sáng tác và chia thành 3 chương và sẽ được Hưng phát hành trong 3 thời điểm thích hợp trong năm 2021 này. Thì chương đầu tiên hiện nay đã được Hưng ra mắt thông qua hãng đĩa Young Guns Records và We Want Entertainment. Và có thể nói đây là một cái album nhạc rock xuyên quốc gia. Tại vì sao? Tại vì Hưng có mời một số nghệ sĩ mà Hưng yêu thích đến từ các thành phố khác nhau giữa Việt Nam và Mỹ để tham gia trong cái dự án âm nhạc này của Hưng. Thí dụ như là ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam và ở California, San Francisco, Los Angeles và thành phố Atlanta của tiểu bang Georgia ở bờ đông nước Mỹ. Như ở chương thứ nhất thì ca khúc đầu tiên mang tên là Thiên Sứ Bóng Tối cũng là cái tên chính của chủ đề cho album. Ở chất nhạc này thì Hưng có mời một guitarist trẻ tuổi đến từ Hà Nội, đó là bạn Thẳng Nháy của ban nhạc Ngũ Cung. Thì Hưng rất là thích cái phong cách guitar solo của Thắng, tại nó mang một cái âm hưởng đặc trưng của miền Bắc mà các bạn không thể nào nhầm lẫn vào đâu được. Và quá trình biết Thắng cũng rất là lâu, vì ngày xưa ban nhạc Black Infinity của Hưng và ban nhạc Ngũ Cung của Thắng cũng có đồng hành trong rất nhiều show diễn từ Bắc vào Nam, và chúng tôi cũng có kết hợp trong một số dự án âm nhạc của Ngũ Cung. Cho nên Hưng rất là hiểu và để ý tới phong cách solo guitar của Thắng. Và Hưng đã mời Thắng tham gia trong cái chất nhạc này với vai trò là guitar. Mang tên là Hỏa Ngục, cũng có thể nói đây là một cái chất nhạc nặng nhất, khó nghe nhất của cái chương thứ nhất này. Thì trong chất nhạc này Hưng có mời ban nhạc SYG, các bạn có thể tạm dịch là những gã trai trẻ. Đây là một ban nhạc rock của người Việt Nam mình đến từ thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia ở bờ đông nước Mỹ. Nếu mà các bạn là các rock fan tín đồ nhạc rock của Việt Nam mình vào thập niên 1990 và 2000 thì các bạn chắc là phải biết đến ban nhạc SYG này. Thì đối với Hưng đây là một cái ban nhạc mà Hưng rất hâm mộ, và họ là thần tượng của Hưng khi mà Hưng còn thời sinh viên. Vào cái lứa tuổi đó thì Hưng
đã được nghe những cái track nhạc metal của ban nhạc SYG rồi. Thì họ cũng là một cái ban nhạc đầu tiên mang nhạc cụ dân tộc của mình vào vào nhạc rock, đó là chiếc đàn bầu. Và để cho sau này Black Infinity của tụi Hưng cũng có được bài The Secret. Thì một cơ duyên nào đó, Hưng có một thời gian sinh sống ở Atlanta một năm, thì Hưng cũng quen được và nói chuyện, gặp mặt được hai thành viên trụ cột của ban nhạc SYG, đó là anh Bầu và anh Mèo. Và Hưng đã ngỏ ý mời hai anh tham gia vào cái dự án âm nhạc này của Hưng. Thì trong cái bài Hỏa Ngục này thì Hưng và anh Bầu là sáng tác chính, hòa âm, phối khí cho ca khúc. Và anh Bầu đã đảm nhiệm cái vị trí rhythm guitar trong cái bài này. Và anh Mèo đảm nhiệm vị trí trong những cái track trống của ca khúc này. Và ngoài ra Hưng còn mời một nghệ sĩ guitar trẻ tuổi tên là Tiger Nguyễn, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng là guitar chủ lực của ban nhạc Black Infinity, cũng là em trai của Hưng, đảm nhiệm trong cái phần solo guitar trong cái bài này. Cuối cùng là một bài hát ballad mang tên Đôi Tim Giá Băng. Hưng nghĩ đối với tất cả các tín đồ của Black Infinity thì các bạn có thể nhận ra ngay liền cái giai điệu của ca khúc này. Thật ra nó là phiên bản tiếng Việt của ca khúc Embracing Hearts, một trong các bản ballad của Black Infinity được các bạn yêu thích. Thì trong suốt thời gian qua, Hưng nhận được rất nhiều lời yêu cầu từ các bạn là viết phiên bản tiếng Việt của cái bài này cho mọi người nghe. Thì Hưng nghĩ đây cũng là cái thời điểm thích hợp để mình giới thiệu cái ca khúc này trong cái dự án solo của Hưng. Tại vì sao? Tại vì Hưng muốn giữ màu sắc và cái chất của nhạc Black Infinity từ xưa tới giờ là được Hưng viết bằng tiếng Anh. Các bạn có thể dễ dàng tìm nghe các ca khúc này trên Spotify, Apple Music hay là trên kênh YouTube của We One Entertainment. Và Hưng hy vọng với ba cái track nhạc rock này sẽ cho quý thính giả và các rock fan những cái năng lượng tích cực hơn trong năm 2021, và những cái tình cảm sẽ được chia sẻ với nhau trong cái ca khúc ballad của Hưng. Và cuối cùng, Hưng xin cảm ơn chị Kim Thanh và chương trình. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những dự án âm nhạc kế tiếp. Happy New Year and goodbye.